Xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Hiện tại thì mấy chú cháu mình đang có mặt tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Thì giới thiệu cả nhà là mình xuống nhà em Bồn chơi nè. Mình đang ngồi ngoài trời của em. Thì em Bồn cũng có làm một kênh YouTube là U Minh quê tôi. Nếu như cả nhà muốn mà khám phá ẩm thực của người dân U Minh thì vào xem để ủng hộ em Bồn với mấy chú. Đây là anh Hai, là thành viên của nhóm U Minh quê tôi. Đây là những Sáu với chú Tư, cũng là thành viên của nhóm U Minh quê tôi. Ừ, còn bên đây thì có chú Năm. Đây là thành viên anh Hoàng, Út Lưng. Hôm nay thì có sự xuất hiện của Út Lưng nha cả nhà. Út Lưng sẽ đồng hành trong chuyến đi lần này. Còn chú Hai thì do bận việc nhà cho nên chú Hai đi không được. Bữa nay xuống đây thì em Bồn có chuẩn bị là vịt xiêm. Vịt xiêm này chúng ta đây là mình sẽ nướng chao. Ngoài ra thì mình còn tiết canh vịt xiêm. Bên kia thì có một con cá dồ để mình nấu lẩu mắm. Mắm cá rô phi nè, rồi mắm cá lóc, mắm cá rô, hình như là thập cẩm mắm luôn. Hôm nay mình sẽ ăn lẩu mắm theo cái cách của mấy chú dưới đây nấu. Chú Tư nấu hả? Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm nè. Bây giờ thì mình sẽ đi hái bồn bồn nha cả nhà. Cái loại cây bồn bồn này là đặc trưng ở vùng nước Phèn. Coi bụi nào nó non thì mình nấu cái đấy. Có già nữa. Anh Hai nói thì bây giờ mình sẽ tìm những cái bụi nào non để mình hái. Ở trỏng là mình thấy là có đợt trọi nè, rồi hẹ nước, bồn bồn nữa là đúng bài luôn rồi. Ăn mắm mà có ba cái loại này á thì rất là ngon. Em nhỏ anh cắt nha. Trước giờ đây là cái lần đầu em thấy cây bồn bồn luôn đó anh Hai. Dạ. U Minh mới có cái loại này chứ ít cái chỗ nào có lắm. Đây cũng đặc sản, anh cắt xích lên chút á. Mình sẽ cắt mình lấy cái phần non. Hồi trước thì em thấy có cái dưa bồn bồn á. Nhưng mà không có biết cái cây nó ra làm sao. Bồn bồn này là làm được nhiều món lắm. Mình nhúng lẩu nè. Rồi mình làm dưa bồn bồn nè. Mình ăn sống cũng được nữa. Xào. Trong đó mình thấy còn non, nó có non nữa đó. Mình bơi. Hoặc là mình trộn gỏi cũng được. Dạ. Bồn dễ ăn á. Cắt lấy cái phần non rồi chút nữa vô mình còn tước ra nữa. Mình lấy cái lỗi ở trong. Anh cắt lên khoảng cỡ dài rồi. Đi nhổ. Nhổ cái này mà chút cá đĩa đi trời. Cá cá lắm á. Cá cha, cá dồ. Nhổ gì bây anh biết cái mai mốt nữa sau này anh có ấy về đây cho nhổ rồi ăn rồi cũng được. Dạ. Này tới mùa mưa là nó nhiều dữ lắm. Mấy này già phải không? Dạ, dạ. Nếu mà đúng cách thì mình nhảy xuống dưới mình nhổ dễ hơn ha anh Hai. Dạ dạ, đúng rồi. Ở dưới mình có thể lựa mình gờ được cái củ nó lớn chứ nó non. Dạ. Dễ nhận biết hơn, còn ở trên thì mình nhìn thấy chỉ lá không à. Có khi mình đó mình gờ dưới anh Hoàng, mình gờ dưới cái gốc á. Cái gốc nào cũng bự bự là lụm đấy ha. Dạ nó bự. Đâu ạ? Đây để anh nhổ thử cái gốc bự này coi. Bự. Rồi anh nhổ ngay gốc già đó. Dưới thường thường anh tét ra. Anh tét gì đây nè. Ví dụ như cái cây đứng lên á, cái anh tét ra. Tét bỏ bớt ha. Anh tét bỏ bớt. Anh tét ở trên tét cái xong rồi anh cầm anh giặt là nó sẽ gãy ngang. Nếu phân biệt cái cây nó từ phía gốc này lên thì nó trắng nhiều là nó non nhiều ha. Non nhiều. À. Như anh không biết anh đụng cái nào anh cũng quạo chân có nhiều đủ. Đây là cách của người dân U Minh tước cái bồn bồn như cả nhà. Nhìn chú tước rất là chuyên nghiệp.
nước mà cái này bỏ bớt. Quá trời. Này lâu lâu coi như tưởng tượng như giống thịt con mát với mình ha. Ừ. Mà này nó ngon hơn con mát. Ấy mình đâu có. Cái này lát mình rửa lại. Xin này lát rửa lại. Cái này ăn cũng mê lắm, ngon. Trái cà này nó giống như trái cà tím ở dưới mình nhưng mà ngược lại thì nó là màu xanh. Ở đây chú Sáu gọi trái cà này là cà gì? Phổi. Cà phổi. Dạ. Ở trên mình là chỉ bằng cà nâu thôi ta. Ừ, cà tím. Cà nâu thì nó tím tím. Còn cái đọt trọi này á, mình ăn á, thì giống cái trái đậu bắp. Nó trơn trơn như vậy á, nhưng mà nó ngọt, nó ngon hơn rất là nhiều. Nó cũng thuộc cái dạng là rau gừng á. Ở trên con thì không có, nhưng mà xuống cái vùng dưới này thì con thấy người ta bán rất là nhiều. U Minh, dạ. Chạy với dớn là nhiều. Hẹ nước thì nhìn cái thân của nó rất là éo lả. Nó giống như cọng dây vậy. Nhưng mà ăn lẩu mắm thì rất là ngon. Nó giòn, nó ngọt, nó xốp, rồi nó bùi nữa. Còn ở phía trước là cả nhà đang thấy là chú Tư đang cắt thịt để mình làm tiết canh. Còn cậu Chính đang rửa hẹ nước. Hồi nãy là cậu Chính có đem thêm một mớ hẹ nước nữa. Hẹ nước mà mới hái lên liền á, mình phải cắt bỏ cái gốc nè. Rồi mình làm sạch nó, rồi mình ngâm nước khoảng chừng 30 phút để cho nó nhả phèn ra rồi mình mới ăn được. Người ta nói cái rau hẹ nước này á là cái rau sợ nắng. Cho nên nó cứ chầm mình dưới nước hoài á. Đến khi mà mình bỏ cái phần gốc rễ của nó ra, mình vẫn ngâm vô nước. Nếu mà để trên trên bờ chút xíu là nó héo. Bởi vì mình chưa hẹ nước đâu phải không? Yeah. Mà cũng phải có luôn ha, đúng cái này, thứ này mỏng dánh này, lá mỏng dánh nhiều phải mình Chính? Yeah. Đưa lên bờ cái nó khô quéo. Dạ, nó lên bờ cỡ khoảng nửa tiếng là nó héo. Ừ. Mà không đợi nửa tiếng rồi, chút xíu cái đầu mắm mình nó lung lai lên rồi bắt đầu cuốn tròn nhúng vô cái nó còn héo mau. Nó hẹ nước này ăn ngon nhất là mắm nè, nó đi kèm mắm. Mà cái nồi mắm bữa nay em thấy ba thứ thứ nào cũng độc đáo. À, hẹ nước rồi độc dại với gì bồn bồn, ba loại này là đặc sản luôn. Đặc sản luôn. Thịt vịt sau khi luộc xong thì mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ nhỏ như vậy á để làm nhân tiết canh. Ở đây thì chú Tư làm món tiết canh theo kiểu miền Tây mình ha. Dạ. Miền Tây nó tiết canh lỏng. Dạ. Còn những cái vùng miền khác thì làm tiết canh đặc. Tận dụng là bộ đồ lòng này, với lại một phần thịt của vịt. Thịt với bộ đồ lòng. Dạ. Hồi trước ông bà mình hay làm cái kiểu là cổ cánh băm ra đó hả chú Tư? Cổ cánh không có xương. Bây giờ mình làm cái này không còn xương nữa. Dạ, ăn thì dễ ăn hơn. Dạ. Tính ra cũng lâu lắm mới gặp Úc Lưng, khoảng 2 năm rồi. Bây giờ cả nhà nhìn thấy Úc Lưng là trắng hơn lúc trước nha. Đẹp trai hơn nhiều. Chú Năm nói xuống đây vài bữa cũng đen thui nữa kìa. Rất xuống kìa, chắc rồi đó. Ê, coi cái nướng cái phô câu tỉ tỉ giùm đó nha. Ok. Hệ đi ông nội ơi, nhắc phô câu hoài. Này lạ vô cái nó nhảy hả? Nó nhảy. Bình thường quen là nó đâu nhảy vậy hả chú Sáu? Bình thường nó nhảy. Dạ. Con này là hình như là con gà nước phô. Này con gà nước. Dạ. Còn ở dưới này người ta kêu bằng con cúm núm. Dạ. Còn bên đây là con le le. Le le. Con le le thì nhìn nó giống như con vịt vậy, nhưng mà nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Hồi trước thì le le nhiều lắm, nhưng mà bây giờ hiếm nha. Con này là chú bắt ở tự nhiên và chú nuôi hả? Con này bắt tự nhiên luôn. Dạ. Còn con này thì gà con nước. Con này thì gà nước, gà mái. Dạ. Còn con này con chích ghé. Chích ché hả? Chích ré. Con này là con quất. Dạ. Mấy con này cũng quất. Nó mới rồi cái nó lạ lạ rồi cái nó chạy tới chạy lui. Dạ, con bên đây là con gì? Con này con quất. Dạ. Đây cũng là chích. Còn ở ngoài này là con chích cồ nè. Chích dạ. Cồ này con xanh xanh nè. Nhìn nó dạng giống như gà luôn đó thôi. Dạng lắm, con đó thì dạng lắm. Lạ lạ là nó cự á. Dạ.
Đây là cái khung cảnh xung quanh chòi của em bồn. Thì mình thấy là có vuông rất là nhiều. Đa số người dân nơi đây là chủ yếu là nuôi cua với nuôi tôm, nuôi theo kiểu thiên nhiên. Rồi mình trồng thêm một cái dàn chanh dây, chanh dây để mà uống nước ha. Có thiên lý lộn lộn giống này, có bông nè. Dạ. Nè. Này là bông thiên lý nè. Bông thiên lý nè. Ok. Đó, bông nhóc quá nha nè. Dạ. Cái ké vô đây. Chứ có nho, nho lộn cái giống. Dạ. Vậy là chú Sáu nuôi mấy con chim này cho vui ha. Cho vui, cảnh. Nuôi vậy là tối thì mình phải ngủ đây mình giữ. Giữ. Có con thấy con này con mắc cười. Ừ. Nó không có sợ người luôn. Không, nó không mắc lưới này, nãy giờ là nó đi qua nó cắn cái giò. Dạ. Yeah. Dữ lắm. Lạ là nó đi theo muốn mùa lại thủy luôn. Dạ. Yeah. Này mình cho nó ăn lúa. Lúa với thức ăn. Dạ. Yeah. Như con le le thì mình cho nó ăn lúa không đó. Con le le đánh trống thổi kèn là con này biết đánh trống thổi kèn chưa? Chưa, con này chưa. Này chú phải kiếm thêm con bìm bẹp nữa, nuôi kế con le le. Anh này cũng kiếm như lắm mà không có. Dạ. Khó quá, mấy cái trong rừng xa rồi cái không có thời gian đi được. Còn rừng U Minh là nó nằm phía bên tay trái của mình phải không chú? Ừ, trái bên này. Nằm tuốt bên kia. Ừ. Mắm này là mình tự làm ở nhà hay sao chú Tây? Mắm này tự làm ở nhà. Dạ. Thì cá phi này ở ngoài vuông không? Ngoài vuông có. Dạ. Hình như cái vùng đất phèn này chỉ con cá phi là nó sống được nè. Rồi con cá phèn mặn. Cá phi, chốt. Cá chốt. Dạ. Ở dưới đây thì cái mùa như anh Tư nuôi tôm xong là anh Tư xả nước ra, cái anh Tư gãi dâu lại là gô phi này thì em nói chắc dữ lắm luôn. Ừ, cho phải không? Đẻ thuốc một lần là mấy trăm ký. Dạ. Cải tạo nước lại đó. Để cải tạo vuông á. Cải tạo vuông, phải thuốc cá mới thả tôm lại được. Còn không biết là cái đợt chòi này nó có nhiều nhất vào tháng mấy hay chưa sao? Cái này thì mùa nào cũng được, nhưng mà có cái nó già, cái đầu mình lấy dao hay gì đó mình chặt bỏ hết. Dạ. Là khoảng thời gian nó khoảng chừng 10 ngày, mười mấy ngày là bắt đầu nó lên trở lại rồi. Cũng nhanh ha. Ừ. Nếu mà mưa thì lên nhanh hơn nữa. Mưa lên nhanh hơn. Tháng 3 nè. Tháng 3 mưa, có mưa là mình để cho nó già luôn thì nó không còn lên này nữa. Lâu yeah. lắm nó mới lên. Còn mình ra mình chặt bỏ hết là mấy ngày sau nó cho nó đâm cái tược mới. Đâm cái tược mới liền. Anh Sáu nói gì cũng như giống anh em mà, như cây bồ ngót anh Sáu biết mà. Biết. Như anh không cắt nha, anh không cắt ăn thì nó già hoài, cái nó có bông rồi nó có trái. Ừ. Và anh cắt nha. Anh cắt ngang hoài vậy đó mà nó có ra tược non hoài vậy. Ừ. Cái này cũng vậy nè. Giống luôn. Cái này là nếu bỏ luôn thì nó tới mùa nữa dạ, nó mới lên lại cái khác. Dạ. Còn mình chặt bỏ hết trơn là nó nhảy khoảng mười mấy ngày là nó lên cái mới liền. Chú Năm nhìn cái hè nước này nhớ tới anh Xuân không? Nhớ chứ, nhớ đi. Vậy chút nữa uống giùm anh Xuân ly nha. Nhớ cái vụ mình đi trên Long An ha. Là anh nấu mùi chua là anh phóng phía trước rồi đó. Dạ. Bắt chín là anh rửa sạch anh thả lên. Vậy là mắm mà bút đó. Dạ. Là chú nói là món gì? Nấu chua. Nấu canh chua hả? Chua. Mắm mà thiếu đồ chạy thì thôi. Hết ngon. Nước mắm hồi nãy mình dạo nè. Dạ. Do cái mắm này nó mặn lắm nha cả nhà, nó không có giống cái mắm ở trên mình, cho nên là nãy chú Tư để dừa thôi chứ không để hết. Còn lại nhiêu đây, mình sẽ tận dụng cái xương cá với cái phần đầu cá mình để vô cho ngọt nước nè. Còn cái phần thịt thì mình sẽ thái rồi mình để riêng ra dĩa, chúng nó ăn thì mình sẽ nhúng vô. Cua này là cua đực, có mấy con yếm vuông nữa. Nãy có lựa mấy con yếm vuông là còn ngon. Đây, đây cái yếm như đây là yếm vuông, gọi là yếm vuông á. Yếm vuông, thấy không? Em biết không? Yếm vuông ta lựa, ta bóp ngay yếm. Bóp đây nó cứng nè. Nó cứng đây là con cua nó chắc. Con cua đực thì mình bấm ngay cái giò thứ hai nữa. Theo anh được biết thì con cua yếm vuông thì có giá trị hơn không? Giá trị thì nó cũng không có giá trị hơn cua gạch với cua cốm. Cua cốm là cua mềm á. Là mình có thể là ăn ăn hết luôn. Mình không có bỏ vỏ hay vậy á. Là mấy cua đó nó, mà cua cốm đó nó hiếm lắm anh. Rồi cua gạch thì nó cũng mắc. Còn mấy cua này thì nó sẽ rẻ hơn.
Nhưng mà cua này gọi là cua thịt á. Mà ở đây người ta lái, người ta cân á, người ta nói là cua tứ, người ta gọi là cua tứ. Là anh nhìn thấy là con cua này nè, với con cua em cầm á, là con em cầm là ngon hơn. Dạ, mấy con tại vì nó là im vuông là ngon hơn. Nó chỉ thua con cua cớm với lại cua lột thôi. Dạ. Cua gạch nữa. Nhưng mà cua gạch á, tùy người thích người không nữa. Dạ. Và cua gạch thì nếu mà người nào thích ăn gạch thì khoái lắm ạ. Là cái loại này ở đây bà con mình bán nhiêu ký ha? Này tầm 200-250. Dao động từ 200-250. Dạ. Với tùy lúc nữa anh. Tùy lúc mà cua nhiều quá người ta sẽ giá nó dư lượng của người ta đó. Giá nó sẽ xuống. Còn mà cua hiếm hiếm là đẩy lên luôn. Đẩy, có nghĩa là đẩy tùy theo lên thời điểm. Dạ. Hồi Tết vừa rồi á là có khi tới đông hình như là 1,5-2 triệu á. Cái thời điểm đó anh đọc báo là anh có nghe được, nhưng mà không biết dưới đây có bán đúng cái giá vậy không? Dạ, 1,2 triệu. À, là cua loại 1 hay là cua tứ vậy? Dạ, cua gạch đó, cua gạch mà là cua gạch lửa nha. Lửa là loại lớn luôn á, là 1,2 triệu á. Thơm lắm. Chút nữa đây thì anh Hai với em Bồn sẽ quyết định dùng cái trái dừa cứng cại để mình luộc cua. Ở đây thì mọi người gọi trái dừa đó là trái dừa the, tại vì uống cái nước nó the the cho nên mình gọi là trái dừa the anh Hai. Dạ dạ, nó dạng nó dừa già đó. Dạ. Dừa. Cái luộc cái nước đó nó ngọt hơn. Còn mình luộc trái dừa non thì nước nó sẽ bị chua. Dạ. Cua nó ngọt này, luộc nước dừa the nó là nó ăn thịt là chất lượng luôn đó. Dạ. Đây là công đoạn cuối cùng của món tiết canh. Mình thấy chú Tư là đang chế cái tiết vô cái phần nhân. Vô gì đây là ăn được nè. Dạ. Còn một phần vịt trên kia đang nướng nè. Nhiều quá. Còn. Dạ. Út Lưng ơi, coi cái này gán nướng hết nào đó giùm anh nha. Công nhận một điều là mình ngồi ở ngay cái chòi của em Bồn nè, rất là mát. Tại vì ở đây mấy chú lợp cái lá này, người ta gọi là lá xếp. Lá xếp hay là lá xé hả chú Sáng? Lá xé hả? Dạ. Cái lá này thì nó dày hơn so với cái lá dưới mình đó anh Hoàng. Lá mình kêu, lá của mình ở miền Tây mình á là kêu lá chầm. Yeah. Lá chầm em lợp 10 năm. Em xài 10 năm chứ lá này xài 15 năm, 20 năm nè, gấp đôi nè. Dạ. Lợp càng dày, xài càng lâu. Cũng phải gụng ngoe ha. Ừ. Ta có cô đó con ta hỏi cho con gì càng lớn càng nhỏ đó. Chỉ có con cua nó có càng lại chứ mấy con kia đâu có càng. Trước buổi tiệc ngày hôm nay thì mấy chú cháu cũng xin mời cả nhà dùng với mấy chú cháu nha. Rồi, xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Rồi, xin mời. Lên. Dùng cái cho nó ngon ngon cái sao rồi. Vô. Vô. Lâu dư đi. Vô. Dạ. Mình chú Tư uống hai ly. Mời cả nhà luôn á, mời cả nhà. À, anh Nhật, anh mời cả nhà. Rượu này rượu gì anh? Rượu này là rượu ba kích. Ba kích. Nó nghe bú hè chia chợt. Rượu ngặt họng luôn á. Uống về ngủ thôi nha, đừng có kích nha. Nó đã gì đâu. Sao? Nghe sao? Nhìn êm. Êm hút luôn. Êm, 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 êm. Nó nhìn mọi đó. Tè lưỡi luôn á. Chút dùng xào, nóng lắm. Sao cũng... Cái này... Nghe sao lấy ra bỏ tập lên, vừa mạnh như... Có nặng không? Cuộn này phải nói... Quá ngon. Chú Hoàng nó đây, đây con. Gì nói, đơn giản nữa. Tới chú Hoàng múc đi. Để chuyền, chuyền, chuyền nhau. Để anh Lưng múc hết à. Thêm gao ghét rồi vô. Gao thôi chứ Hoàng ơi. Rồi thì có đó nè, bồn dạ. Nè, nước tắm vậy. Để em. À, thêm cho anh đây. Dạ em từ từ đi em. Từ từ ha. Nè, bồn 35. Dạ. Vì em trước mới được. Ừ. Món này em thích lắm à. Anh đợi chừng nào anh đang ăn em mới ăn.
lâu nữa mới uống rượu nha. Bình ha. Đây này rồi. Cái này mình thêm rau thơm là vô nặng thêm tí tắt tắc vô. Tắc rồi mắm. Anh có cần thêm đậu phộng không? Mình có đậu phộng đi ngoài nữa kìa. Cốc cốc. Ồ non ghê ha. Nhiều quá sao? Lâu quá chưa ăn, ăn thấy cũng được đục quá nè. Chỉ im không anh? Im. Vô cái sao rồi? Anh Tức, vô. Vô cái nữa nè. Vô một, vô. Vô. Vô hôm nay ơi. Giờ thêm khỏe lại hai chú Tư. Sáng thấy mệt quá. Đấy ngon. Cái hệ nước này cậu Chính đem lại là ở nhà mình trồng hay là mình mua cậu Chính? Mình trồng. Cậu trồng luôn hả? Dạ. Là cậu trồng quanh năm luôn hay sao? Có thường thường cái mùa nước mà mưa đổ một mưa xuống dưới kinh nè. Dạ. Là nó tự mọc. Rồi mình nếu mà mình muốn ăn lâu dài á, mình nhổ những bụi nào mà nó cao á, rồi mình nhổ trước. Dạ. Rồi thấp mình chừa lại tới lứa mình nhổ tiếp. Con nghe nói là mình trồng ở vùng nước sâu, nước chảy là cái cọng hẹ nước nó dài với lại nó xanh hơn. Ờ đúng rồi, tại vì nước sâu là hẹ mình nó dược. Dạ. Nó dược thì nó non. Nếu như vậy là cậu Chính là thu hoạch xong rồi làm sạch rồi bó lại là bán làm sao? Một bó là lại mình bó 1 kg á, là mình cân cho lái là 15.000. Dạ, cũng rẻ quá ha. À. Cho em xin hỏi như 15.000 kg. Mà tính ra như anh làm hẹ này với mình làm lúa, cái nào nó năng suất cao anh Chính? Hẹ này năng suất cao hơn lúa. Cao luôn ha. So với khu vực ở đây thôi. Tại vì ở đây làm lúa như là được một mùa hay mấy một vụ. Là một như trước là làm, bây giờ chỉ làm một có một vụ, dùng ở đây làm một vụ thôi. Dùng ở đây 1 vụ. Dạ. Nhưng mà đất chích cho nó thì nó ra 2 vụ. Dạ. Ở trên con là đi chợ là kiếm hẹ nước mua là không có ăn luôn. Cái này mình về mua đem về nhà mình ăn. Thì cái hẹ này mình làm lời hơn lúa là do cái nó tự nhiên nó mọc. Dạ. Mình khỏi thuốc, khỏi phân thuốc, tại vì hẹ này đâu xài phân thuốc gì. Dạ. Tại bản chất nó sống dưới nước mà. Sống nước. Dạ. Nếu còn nước mưa dâng lên cao là hẹ càng non. Dạ. Mà có lúc mà mình thu hoạch thì hơi cực chút xíu thôi. Cực. Mình phải rửa rồi mình giặt tùm lum chứ. Không, hẹ nước này thường thường ha. Nghe nói là như mình ăn mắm á, mình cuốn như vậy nè. Cuốn như cái mình chấm. Dạ. Mình lấy ra. Đúng rồi. Không em nghe thôi chứ. Bự bự dạ. Không bự quá hao đâu, làm ngàn ký trời. Cứ tự nhiên đi hẹ ở nhà mà. Không nghe anh chứ nói 15.000 ký. 15.000 ký là mình giao cho lái. Giao còn lái. Biết lái bán nhiêu là chưa. Dạ. Biết nè. Mình ăn lỡ là tầm. Dạ. Trên 20. Dạ. Bị lái rồi xe ăn lỡ nữa rồi mất mình tới mình ăn nữa. Thì này lên. Nó ngọt. Vô chắc. Mời chú Tư vô năm ơi. Vô 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 ăn hẹ nước là phải cuộn đúng bài như cậu Chính nè. Còn mà nãy tước bồn bồn là phải tước giống như chú Sáu tước như vậy mới đúng bài. Ăn hẹ nước là phải gì đây là héo là ăn được cả nhà. Ngọt. Cái đó để chín chút nữa em. Anh không quấn lại ăn chín chút nó dễ ăn. Nó chín này nó mới giòn. Nếu em có thích ăn vậy sao đừng có giống vậy, em lấy nguyên cái sống xài á, mình ăn sống luôn á, nó giòn. Nhưng mà trước giờ đâu có ăn đồ chọi sống hả? Cũng ăn cũng được mà nó nhớ nhờ. Dạ. Đó nó mới mềm đó. Ừ, ngon cái cục cộng này á. Dạ. Vì nó mới xanh con nữa. Còn bồn mà có được cái nữa. Dạ, mình gấp cá cha đi. Nãy giờ quên đi cái món cua rồi ha.
tới cái phần cua rồi. Cua ngon ha. Đây, ở gần anh Đen thì đưa anh Đen trước đi. Cảm ơn. Đây, úp lực. Ôi trời ơi. Tính lấy con rau mà cái được nguyên cái cua là dữ rồi. Có ai đăng ký cái mua không ta? Đây. Bên tiền mua. Gọi gì quá, dũng lắm quá. Gạch không nè. À, không cái gì bỏ thì được anh không? À, không, cái đó ngon lắm anh. Dùng gạch đó ngon. Cảm ơn con nha. Dạ. Thằng nữ cái mẹ mà ha, mình rút rồi đũa vô mình chấm chấm ha, quất liền. Ngon. Thôi cái này lỡ thì luôn chứ chấm gì. Ăn cái mua thì phải có cái mình chứ chú Hoàng. Ờ, chú Hoàng cảm ơn con. Dạ. Dám giờ nó nghe mình nói câu này. Người ta đợi có nhiều đó. Đi bắt rồi đi lấy cua biển về nha. Nãy giờ nó trời ơi đâu cua biển luộc rồi mà đâu không thấy ai kêu ăn cua biển hết trơn trời. Thật ra là chú Sáu với lại mấy chú ở đây nói mình đi khoảng chừng trễ tháng nữa là có cua ở dưới vuông ăn luôn. Thì tại cua bây giờ chưa lớn, đang còn nhỏ. Cái này khoảng chừng là hơn tháng mấy nữa là lớn hả chú Sáu? Cỡ tháng nữa thì có bắt lại gai ăn được rồi đó. Dạ. Mà nhưng nó không có được bự, chưa được bự nha anh. Cỡ tháng nữa thì bự đó. Bây giờ thì chắc nó cũng vừa em gì đó. Nó lớn không có đều anh Hoàng. Như là con lớn thì cũng có con nhỏ, có nhỏ, con nào con như nó ăn thức ăn được thì nhiều nó lớn quá thì nó không có đều. Chứ sao vậy thì mình tháng nữa mình xuống nữa. Hơn 2 tháng thì tôi bự bự tháng nữa xuống mò á, mò chứ không đặt. Nếu dạ. Mà mò nó có càng chút. Đặt thì nó dính thì bình thường quá rồi. Xuống mò luôn, bắt lên nó mới đã. Dạ, nhưng mà như vậy nó kẹp làm sao? Kẹp ăn mới ngon. Mình nó kẹp thì tự mở ra chứ. Bó tay luôn. Đó. Mình mò cái mình không được thì mò nó cái này nó dính rồi lỡ kẹp mình dở lên là nó bỏ lại bỏ càng luôn đúng không? Lấy được con cua là phải áp sát nó vô liền, áp sát vô là nó không có kẹp để kẹp mình. Nếu mà mình rút cái tay lại á, là cái sự chuẩn bị nó có rồi, nếu mình rút lên mà mình để xuống lại dưới là nó kẹp liền. Sự chuẩn bị người ta rồi mà. Yeah. Lại mình đụng lần đầu tiên là bắt không được hay không gì cũng bay đè luôn cái bòi. Dạ. Yeah. Yeah. Ướp vừa ăn. Có đồ cay cay ha. Nói chung là Út Lưng tay nghề vẫn còn khéo, mặc dù lục nghề 2 năm trời. Thử luôn hả Út Lưng? Ngon. Không mà tự mình khen là thấy nó hơi sao sao á. Không nhưng mà ngon thiệt. Ai làm gì làm, ai không biết dịch gài đây. Giờ em đang thưởng thức cái này mình kêu gì anh chắc? Cái mu. Cái mai cua. Cái mai cua. Chắc không phải là cái mu cua đâu, không phải như cua đồng mình đâu. Đừng nói em cầm lửa lên cái mu cua. Thôi vô cái này để ngồng bút bút hoài ngày em. Dạ. Chết còn trời không ai nói chuyện gì với em hết trơn. Vô. Dạ. Mời mấy anh cứ vô. Dở lên là biết là mình sao rồi, mình sao mình dở gì. Vô.